Với cá tính của em thì em sẽ kiểu có những lời nói to tiếng với người ta, quát chửi mắng người ta, nói xấu, cũng có chút kiểu lời qua tiếng lại và tác động đánh giá nhau. Họ biết nhưng mà họ vẫn làm thì em nghĩ là nên có những cái biện pháp mạnh hơn để họ có thể tỉnh ngộ ra hoặc là khiến cho họ suy nghĩ lại về cái việc họ đang làm. Không ủng hộ con giáp thứ 13 nên mọi người mà làm hành hung hoặc là đánh đập con giáp thứ 13 hoặc hắt những cái gì bậy bạ lung tung vào con giáp thứ 13 là tôi rất là phấn khởi. Bởi vì như thế thì người ta chừa cái thói đi. Không hẳn là người ta sai hoàn toàn, có thể những người chồng hoặc người vợ mình là tham gia vào cái việc cái quyến rũ người ta, chứ có thể là người ta nhẹ dạ hoặc này khác, thì mình nên có một cái phân tích và mình có thẳng thắn cái chuyện trò. Thực ra là nếu mà đã có những cuộc ngồi nói chuyện với nhau rồi mà chồng mình vẫn cứ cái con đường đấy hoặc là vợ mình vẫn cứ con đường đấy thì mình nghĩ là nên buông, chứ cũng không nên làm quá một cái gì cả. Kính chào quý vị khán giả của Góc Nhìn Văn Hóa. Trong số các ý kiến vừa rồi thì quý vị thấy mình đồng cảm nhất với cách hành xử nào ạ? Quả thực là không dễ, bởi có ai yêu mà không ghen. Như người xưa vẫn nói, ớt nào mà ớt chẳng cay, chỉ là ghen ít hay ghen nhiều, cách biểu hiện ra sao mà thôi. Đó cũng là chủ đề bàn luận của Góc Nhìn Văn Hóa hôm nay. Thực tế thời gian qua cho thấy có muôn hình vạn trạng những người đàn ông, phụ nữ, cách mà họ ra tay xử lý với bạn gái, bạn trai, vợ, chồng mình khi mà phát hiện hoặc là nghi ngờ bị phản bội. Có những tình huống thì cười ra nước mắt, nhưng cũng có những án mạng thương tâm. Công an Thanh Hóa mới đây khởi tố bị can đối với một người phụ nữ 30 tuổi, trú tại huyện Như Thanh về tội cố ý gây thương tích. Trước đó, khi đi siêu thị, người phụ nữ này bắt gặp chồng lái ô tô chở cô gái khác. Vì ghen tuông, cô đã chặn xe, đánh và cắn đứt một phần tay trái của cô gái ngồi trong xe. Vì lý do ghen tuông, một phụ nữ ở xã Tân Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp mới đây cũng bị phạt 9 tháng tù vì cắt của quý của chồng hờ gây tổn thương cơ thể 25%. Đỉnh điểm của ghen tuông, các đối tượng đã ra tay giết người. Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang đã tạm giữ hình sự đối với một người đàn ông 39 tuổi, ngụ phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc để điều tra về hành vi giết người. Anh này chung sống như vợ chồng với một phụ nữ. Tuy nhiên, do mâu thuẫn, chị này có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác. Cả hai mẹ con chị sau đó đã bị người tình cũ giết hại. Hàng loạt vụ việc đánh ghen, phóng hỏa, chém, giết người gây chấn động dư luận đã xảy ra trong thời gian qua. Vâng, xé quần, xé áo, đánh đập, cắt tai, thậm chí là cắt cả cuộc quý của chồng là những gì đã diễn ra thời gian vừa qua. Tôi còn nhớ là hồi tháng 10, chỉ trong một đêm thôi, có 4 vụ án mạng mà nguyên nhân đều do ghen tuông, cho thấy mức độ báo động của tình trạng ghen tuông không kiểm soát. Câu hỏi đặt ra là ghen có phải thực sự là biểu hiện của tình yêu hay không? Hay là có sự nhầm lẫn giữa tình yêu với lòng ích kỷ? Đã là tình yêu thì sẽ không nỡ làm đau cái người mà mình yêu. Nhưng mà đây họ sẵn sàng làm đau và thậm chí là họ sẵn sàng muốn giết chết. Thì nó lại là không phải là tình yêu nữa rồi. Mà nó lại là câu chuyện là ích kỷ cá nhân. Tức là tôi thỏa mãn cái cảm xúc khó chịu của tôi. Và tôi trả thù cho những cái gì mà anh chị đang gây ra cho tôi hoặc đã từng gây ra cho tôi. Có thể là một phần ích kỷ nhưng có thể là một phần mất định hướng ở trong cái việc là thiết lập nên những cái hệ thống giá trị chuẩn mực ở trong gia đình của Việt Nam cũng như là trong toàn bộ xã hội của Việt Nam chúng ta hiện nay. Ngày xưa thì vợ chồng có mâu thuẫn gì thường đóng cửa bảo nhau, nhưng mà bây giờ xu hướng mang chuyện nhà ra ngoài đường ngày càng phổ biến. Chúng ta không còn lạ với cảnh những cung đường tắc nghẽn, những đám đông hiếu kỳ quay vào xem cảnh đánh ghen. Rồi những người đi đánh ghen thì chủ động tổ chức quay clip tung lên mạng, đưa ảnh người thứ ba, rồi những tin nhắn riêng tư của vợ chồng mình công khai cho thỏa cơn tức giận. Với tốc độ lan truyền của mạng xã hội thì chuyện của một người đã thành chuyện của muôn người. Giữa tháng 8 năm nay, mạng xã hội lan truyền câu chuyện ngoại tình của một cặp đôi lòng xào dưa. Một người phụ nữ tự xưng là vợ chính thất đã lên mạng xã hội vạch trần mối tình vụng trộm của chồng mình và một cô giáo trên địa bàn. Cặp đôi thường xuyên trốn gia đình để đi nhà nghỉ và ăn món lòng xào dưa. Tình cảm chân thành cũng không bằng một đĩa lòng xào dưa. Chị vợ bức xúc viết lên trang cá nhân. Câu chuyện lập tức trở thành tiêu điểm bình luận của cộng đồng mạng.
mà chị phóng xe theo mà chị gặp cái chàng ấy thì chị cũng không đánh Trang một cái. Còn đây là clip đánh ghen của một phụ nữ là giảng viên một trường đại học tại Hà Nội đăng trên trang cá nhân của mình. Không có màn giật tóc móc mắt, lột đồ như thường thấy, mà chủ yếu là những lời truy vấn của cô với chồng và tình địch. Vụ đánh ghen gây xôn xao cộng đồng mạng và nhiều nhân vật của làng giải trí. Cũng vì ghen tuông mà người phụ nữ này đã đánh đập, chửi bới, giữ tay giữ chân cắt tóc nạn nhân mặc cho cô gái trẻ gào khóc. Sau khi mái tóc dài bị cắt phăng đi, cô gái này chỉ còn biết lấy tay ôm đầu và che mặt vì xấu hổ. Sau khi hình ảnh được chia sẻ trên một diễn đàn, bên cạnh ý kiến bức xúc với hành động cặp kè với đàn ông đã có gia đình của cô gái trẻ thì cũng có ý kiến không đồng tình với cách đánh ghen của người phụ nữ. Thực tế thì những đòn ghen phần nào đạt được mục đích. Kẻ tiểu tam bị bẽ mặt, kẻ ngoại tình cũng bị bêu dếu. Nhiều trường hợp phải bỏ việc, nghỉ làm, bỏ nhà đi. Nhưng cũng không ít người vì ghen tuông mà trở thành tội phạm, phải chịu các bản án nặng nề vì tội lăng mạ, xúc phạm hoặc cố ý gây thương tích cho người khác. Chuyện ngoại tình là phạm pháp, đáng lên án. Ai bị phản bội cũng cảm thấy đau khổ, phẫn uất hay là tuyệt vọng. Nhưng sau những trận đánh ghen tàn khốc, nạn nhân thực sự không chỉ là kẻ ngoại tình, mà là cả chính người đi đánh ghen, rồi gia đình ở phía sau họ. Nhất là những đứa trẻ phải nhìn bố mẹ mình hủy hoại lẫn nhau và chịu sự gièm pha của cộng đồng. Tại sao bọn trẻ con bây giờ nó bàng quan như thế, nó không quan tâm đến những người khác? Là bởi vì chính người lớn khi mà thực hiện những cái hành vi như vậy, chúng ta đã không quan tâm đến những đứa trẻ. Những đứa trẻ là con của họ. Khi mà phải chứng kiến những cảnh tượng như vậy thì các bạn ý sẽ có những cái nền tảng cho việc hình thành và duy trì các hành vi vi phạm pháp luật. Đấy. Ngoài ra thì sẽ là cái câu chuyện của các vấn đề về sức khỏe tâm thần, ví dụ như là trầm cảm, ví dụ như là lo âu, ví dụ như là các bạn chê cười chẳng hạn là bố mẹ của bạn như thế, cho nên đứa trẻ nó sẽ rất là khổ sở và nó sẽ chịu nhiều những cái sự tổn thương cả về mặt thể chất lẫn về mặt tinh thần. Người xưa thường bảo là có ở trong chăn mới biết chăn có giận, không ai hiểu hết hoàn cảnh của mỗi người ngoài chính họ. Nhưng sau những trận đánh ghen đã xảy ra, có lẽ ai cũng suy nghĩ về chữ giá mà. Giá mà người ta biết trân trọng hôn nhân hơn, biết gìn giữ mái ấm gia đình hơn, đừng để những phút vui nhất thời làm bước chân lạc lối. Giá mà khi những điều trái ý trong hôn nhân xảy ra, những người bị tổn thương chịu ngừng lại một nhịp, nhìn nhận lại mọi thứ, để có hành xử tỉnh táo hơn, có lẽ nhiều tấn bi kịch đã không xảy ra. Có thể một ngày nào đó, tình yêu sẽ đi qua, nhưng tình người là điều luôn có thể giữ gìn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi Góc Nhìn Văn Hóa. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Dưới